Xin chào bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Vợ chồng Ly Cô Xuân Tuyết Hiển. Bây giờ nhà Ly dậy đi ăn sáng để tí nữa chuẩn bị đi xuống cái tỉnh phía bên cạnh của cái tỉnh Hamburg này mọi người. Tỉnh đấy là tỉnh Bremen. Thì bây giờ nhà mình cùng đi ăn sáng nha. Chào đi chưa? Vì là khách sạn ở bên Đức này á, nói chung và mấy nước châu Âu nói riêng á, thì khi mà mình đặt khách sạn thì là mình sẽ phải chọn có ăn buffet buổi sáng hay là không ăn buffet buổi sáng ấy mọi người. Thì nhà Ly là sẽ đặt ăn buffet buổi sáng luôn, tại vì thời gian buổi sáng dậy á, mà còn dậy đi tìm đồ ăn sáng hoặc là cửa hàng ăn sáng ấy, thì sẽ mất rất là nhiều thời gian. Nhà mình thì thường thường sẽ đặt ăn sáng luôn ở trong khách sạn, xong rồi buổi chiều ấy thì nhà mình sẽ đi chơi rồi ăn chiều luôn, ăn tối luôn ấy, chứ không ăn trưa nữa. Thường thường là như vậy, chứ nhà mình không có hay ăn sáng ở bên ngoài, thường chủ yếu là chỉ ăn sáng ở trong khách sạn luôn thôi. Còn đồ ăn sáng ở đây thì là một cái điển hình của ăn sáng của châu Âu rồi mọi người. Nó không có thể phong phú được như kiểu Việt Nam nhà mình ấy. Đồ Việt Nam nhà mình thì nó sẽ nhiều đồ ăn đa dạng hơn, phong phú hơn. Tại vì mấy cái khách sạn ở bên Việt Nam nhà mình ấy thì họ còn có cái kết hợp giữa đồ ăn của Việt Nam nhà mình và đồ ăn của châu Âu nữa. Cho nên là cái buffet buổi sáng á, lúc nào nó cũng nhìn hoành tráng hơn ở bên này. Bên này thì nó chỉ đơn giản vậy thôi mọi người. Nó không có thể nào mà hoành tráng được bằng Việt Nam đâu. Ông xã Ly thì khi mà đi về Việt Nam ở khách sạn 3 sao cũng tương đương như khách sạn 3 sao bên này nè, thì thấy đồ ăn buổi sáng ở khách sạn 3 sao mà sao nó khác bên này vậy. Nó nhiều thứ để chọn hơn, nhiều salad rồi nhiều đồ ăn để mình chọn hơn, có kiểu Âu, kiểu châu Á, đủ cả. Hùng đây má. À đúng Hùng hả? Ngon quá. Ngon quá. Nhâm 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 nhâm. Được ạ. Lúc nhà mình tới ăn ấy thì chưa thấy đông người đến lắm. Bây giờ ngồi ăn, lúc vừa bắt đầu mọi người đến ăn rồi đấy mọi người. Em sóc thì lúc nào cũng tớn ta tớn tác, miệng thì mọc có đúng một cái răng tôi nên nhìn nó đều lắm mọi người ạ. Đập ở hơn đi 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 cơ. Đập á. Dạ, đập ở hơn đi 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 cơ. Không đập vào nữa. Ăn hô đi, ăn hô nào. Ăn hô, ăn hô, ăn hô. Ăn hô, ăn hô, ăn hô. Ăn hô, ăn hô, ăn hô. Sau mỗi bữa ăn là ngày nào bố cháu cũng phải đi dọn cho cháu thế này đây. Ăn xong ấy thì bố em Sóc bảo là bố em Sóc vẫn còn mệt, cho nên là bọn mình đã quay lại phòng để nghỉ ngơi 2 tiếng nữa, xong bắt đầu mới quay đi. Thì hôm lúc mà bọn mình đi ấy là nó rơi vào khoảng 12 giờ và chạy đến nơi là 1 giờ chiều mọi người ạ. Mình vẫn còn mấy quả mận hôm trước bố Sóc hái cho mình nè mọi người, mang trên đường ăn luôn. Và trên đường đi thì còn gặp những cái xe du lịch kiểu này nè, mấy cái xe thủy điển với mọi người. Trời ơi, đi đường ở Đức mà gặp mấy cái xe thủy điển này cũng khá thấy vui mọi người, tại vì đi toàn thấy xe của Đức và Đức không với mọi người. Thì cái tỉnh ngày hôm nay mà mình đến là cái tỉnh Bremen, cách ở thành phố Hamburg 1 tiếng 30 phút đi đến nơi mọi người ạ. Và bây giờ thì Ly có một chút sơ lược về cái thành phố Bremen nha mọi người. Thành phố Bremen này ấy, thì đã hơn 1.200 năm tuổi rồi mọi người ạ. Trong chiến tranh 35 từ năm 1618 đến năm 1648, quân Thụy Điển chiếm được thành phố Bremen vào năm 1646 và duy trì kiểm soát thành phố này cho đến năm 1648. Theo hiệp ước Westphalia, quyền kiểm soát Bremen và Verden chính thức được chuyển giao cho Thụy Điển. Điều đó có nghĩa là các khu vực này trở thành một phần của đế quốc Thụy Điển. Thụy Điển có quyền kiểm soát thành phố Bremen và lãnh thổ xung quanh cho đến năm 1719, khi khu vực này trả lại cho đế quốc La Mã Thần Thánh theo hiệp ước Stockholm. Năm 1803, Bremen chính thức trở thành một thành phố đế quốc tự do.
nhưng Napoleon đời thứ nhất đã sáp nhập thành phố này vào đế quốc Pháp vào năm 1810 và biến nó thành thủ đô của khu vực gờ sông Verser. Năm 1815, Quốc hội Vienna tuyên bố đó là một Reichstag tự do và là thành viên của Liên bang Đức. Vào năm 1867, nó được đưa vào lãnh thổ của mình trong Liên bang Bắc Đức. Vào năm 1871, nó trở thành một bang của nước Đức thống nhất. Còn đây là hình ảnh của em sóc chúng ta khi mà ngồi đằng sau một mình, tự chơi, tự nói chuyện, tự vui, tự đùa một mình với mọi người. Đi đâu cũng vậy, em chỉ ngồi đằng sau một mình thôi, mẹ Ly không có ngồi bên cạnh em đâu. Nhưng lúc nào em cũng thoải mái, dễ chịu. Lâu lâu em nằm, em còn hồi hát hát cơ mọi người ạ. Và những cái thông tin vừa rồi ấy là những cái gì mà Ly có thể tìm hiểu được về thành phố Biermann đấy mọi người. Thì đấy là những gì mà trong tầm hiểu biết của Ly và những cái gì mà Ly có thể nhìn thấy, tìm thấy được á. Nên là nhiều khi có sai sót gì thì mong mọi người thông cảm nha. Sau một hồi liên tuyên của mình á, thì bây giờ mình đã đến thành phố Biermann rồi mọi người. Đây là chỉ phía ngoài của thành phố thôi nha. Còn vào đến trung tâm thành phố thì phải đi thêm một đoạn nữa. Và đi vào đến đây thì bọn mình cũng là lần đầu tiên đến đây, cũng chẳng biết được là thành phố ở đây như thế nào, đường phố, đường xá như thế nào ấy. Cứ đầu tiên là phải đi tìm được chỗ để đỗ xe đã. Tại vì nếu mà đỗ sai là họ sẽ kéo xe của mình đi luôn đấy mọi người ạ. Giờ thì mình đi dạo một vòng để quay thành phố Biermann có những gì nha. Thank you.
thật là một thành phố đẹp đúng không mọi người? Thì theo bản thân Nhi thấy á, đi xung quanh đi đến đâu cũng thấy có chỗ vui chơi cho trẻ em ấy. Nên là mấy cái chỗ này em Sóc rất là thích luôn đấy mọi người ạ. Vì là em Sóc rất là khoái thích chơi với trẻ con đấy mọi người. Mặc dù em đến Đức mà em không biết tiếng Đức, em không hiểu tiếng Đức gì đâu, nhưng mà em cứ thấy trẻ con là em cứ hời, hời, trời ơi là trời, không thể hiểu nổi luôn ấy. Còn bây giờ nhà mình thì đói quá rồi, cho nên là bây giờ phải đi tìm nhà hàng để ăn, xem là có cửa hàng nào ngon không để ăn. Bọn mình muốn đến Đức thì bọn mình muốn là ăn đồ ăn của Đức. Tuy nhiên bọn mình không thể nào tìm được cái cửa hàng nào của Đức ngon mọi người ạ. Thì đi xung quanh một hồi thì thấy cái chỗ này vui chơi cho em, thì lại cho em sắp vào đây chơi một lúc để cho em ấy chơi cái trò này. Tại vì từ trước giờ em chưa chơi cái trò này, em chỉ chơi đung đưa ấy, chứ em không chơi trò đấy bao giờ, cho nên là cũng muốn thử xem. Thế nhưng mà em ấy sợ mọi người ạ. Thôi bây giờ đi ăn đã, tìm được nhà hàng ăn rồi đấy mọi người ạ. Cái góc kia kìa mọi người, thì ở đấy có cái cửa hàng này là cửa hàng của đồ Brazil ấy mọi người. Trời ơi, đi vào đây lúc đầu tưởng đâu là chỉ có ngoài trời không thôi, nhưng mà bên trong nó thì khoác hoàn toàn mọi người ạ. Không hề ngờ được bên trong nó lại như vậy luôn đó mọi người. Vào đây nghỉ ngơi một lúc thì em sắp đói rồi. Em ấy ngồi, em ấy giật hoa, giật cành của người ta ấy. Trời ơi là trời, bà sóc bà đi đâu phá hoại đến đấy luôn đấy mọi người ạ. Và món ăn nhà Ly chọn hôm nay là một món đặc sản của Brazil mọi người ạ. Thì cái món này tức là cái đồ nướng ở trên bếp than ấy. Họ sẽ nướng rất là nhiều loại thịt khác nhau ở trên cái bếp than. Sau đấy thì họ sẽ phục vụ mình tận bàn, mang những cái miếng thịt đến tận bàn phục vụ mình như này này mọi người. Thì bắt đầu tiên là xúc xích này, xong rồi thịt heo này, rồi thịt bò này, rồi thịt cừu này, rồi thịt vịt này. Họ cứ mang liên tục thịt như vậy cho mình. Khi nào mà mình thấy chán thì thôi, hoặc là khi nào mình thấy no thì thôi, thì mình sẽ bảo họ là dừng lại, được rồi, bây giờ mình no rồi, mình không muốn ăn nữa, kiểu vậy đấy mọi người. Thì nhà Ly hôm nay ăn là như vậy. Còn đây là đồ nước uống của nhà Ly ngày hôm nay. Muốn cụng ly với em Sóc, thế nhưng mà em Sóc chưa hiểu cái gì hết. Em mới thấy đồ là em mới vứt luôn cái cốc của em đi, để em định rằng cái đồ của bố mẹ luôn đấy mọi người. Thì cái nhà hàng này ngày hôm nay bọn mình vào cũng chỉ là vô tình đi qua tìm kiếm rồi đi qua ấy mọi người, chứ không phải là cố biết trước rồi đâu. Cho nên là cứ đi vào đây thử ăn một thịt kiểu như vậy đấy. Không biết là đồ ngon hay không ngon, cứ đến đây ăn đã kiểu vậy. Mà cả hai vợ chồng mình thì đều rất thích ăn đồ nướng, cho nên là ưu tiên mấy cửa hàng đồ nướng nếu như mà không tìm được mấy cái cửa hàng đặc sản ở vùng ấy. Sau đấy thì bọn mình có đi dạo thêm một lúc để đi ra cái chỗ bờ sông ấy mọi người. Cái đoạn sông Verser mà Ly có giải thích cho mọi người và lấy để coi ấy mọi người. Thì bây giờ mọi người cùng đi coi với nhà mình nha. Cái đoạn phía dưới bờ sông để mình có thể đi dạo, đạp xe, đi bộ kiểu như vậy, xong rửa đi chơi. Còn phía trên của bờ sông này là
thì là cái nhà hàng, là quán cà phê, là quán bia, là nói chung là quán ăn kiểu như vậy đó. Thì là mình ngồi ở trên này mình ăn uống xong rồi mình nhìn ra phía bờ sông á, trời ơi nhìn nó chill dã man mà bọn mình không hề biết. Bọn mình ăn trước đấy rồi và bây giờ cảm thấy tiếc nuối là không ngồi ở đây ăn nữa kiểu mọi người ạ. Có hàng cây xanh mát, trời ơi đi đến đây rồi thấy phí quá. Tại vì không đi quá lên một đoạn nữa thì có phải là tìm được rất là nhiều quán ăn ngon rồi rất là nhiều cái chỗ đẹp để ngồi chơi, để check in kiểu vậy đấy. Thôi nhưng mà mình để dành lần sau đi. Và đây là cái ngôi thuyền, trời ơi nhìn nó đẹp dã man, mình được ngồi lên trên đấy để ăn nữa ấy, mọi người ạ. Thôi nói nhiều thì nhiều khi mọi người chê, cho nên là bây giờ Ly mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Ly quanh một vòng, coi tiếp một vòng của cái thành phố này nha, trước khi mình đi về á. Sau một hồi vòng quanh thì cũng đã quay trở lại chỗ trung tâm rồi đây. Bây giờ nhà mình đi vào trong cửa hàng tạp hóa để mua một ít đồ uống để trên đường đi về uống ấy mọi người. Thì tiện quay luôn cho mọi người xem ở trong này, cửa hàng tạp hóa cũng bán rượu luôn. Còn đây là phía hoàng hôn, trời ơi nhìn nó đẹp dã man. Mà rất là tiếc là nhà mình đi về phía ngược hoàng hôn cho nên là không thể quay được nhiều cho mọi người xem. Mọi người nhìn thấy trời nó sáng vậy thôi, thế nhưng mà lúc này cũng rơi vào khoảng gần 9 giờ rồi. Sau khi bọn mình chạy một đoạn thì chạy về đến nhà là đâu có 1 tiếng 15 phút thôi. Có một cái mà Ly và ông xã Ly đều rất là sợ khi mà đi trên đường cao tốc của Đức ấy mọi người. Tại vì khi mà đường cao tốc ở Đức ấy, là lúc mà ra đường cao tốc và vào đường cao tốc là nó cùng một phía với nhau ấy. Nếu như mà mình không cẩn thận là mình đã đi vào phía một cao tốc khác. Cho nên là ông xã và mình rất là sợ nếu mà đi ra xong rồi là
lại đi nhầm vào một cái đường cao tốc khác là mất công đi quay lại lắm cơ. Thế nên là đi đường cao tốc ở Đức là vào buổi tối chập choạng như này rất là sợ luôn đấy mọi người ạ. Ở bên Thụy Điển nhà mình thì là ra mới vào nó phân biệt nhau rõ ràng lắm, nó không có từ cái lọ sang cái kia đâu như vậy đâu. Cho nên là hai người đi rất là sợ luôn. Và đi trên đường về mọi người, trời ơi, nhìn cái cảnh buổi tối ở đây rất là đẹp. Cái cảnh này là cái cảnh cảng biển ở đấy, cái cảng lớn nhất ở Hamburg này này mọi người. Trời, nhìn nó đèn, các cái lên đèn đẹp ơi là đẹp luôn. Thôi, còn bây giờ trời tối muộn rồi thì nhà mình sẽ đi về nghỉ ngơi để hôm sau đi tiếp, để quay lại cho mọi người xem tiếp đây. Và video của Ly đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của Ly rất nhiều nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Ly để Ly có thể tiếp tục ra video cho mọi cùng xem nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người có một ngày vui vẻ.